Xin chào tất cả các bạn, lại là chuyên mục độ xe đẹp của Muro. Thì hôm nay bên mình vừa hoàn thiện xong một chiếc xe, khác như với những cái lần trước ha, chứ toàn là xe Ford thôi. Hôm nay có một chiếc xe xe khác đến từ thương hiệu của Mỹ Chevrolet, đó chính là chiếc Colorado bản hai con chi nha mọi người. Chiếc xe này bên em đã độ và hoàn thiện xong, thì theo cái phong cách off-road khá là hầm hố luôn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người trên chiếc xe này có nâng cấp những cái option gì, những cái món gì hay ha. Ok, đầu tiên thì mọi người nhìn thấy ngoại quan của chiếc xe này á, thì đã gắn khá là nhiều khác biệt so với xe Vinh nha. Thì những khác biệt đó là gì? Thứ nhất á, là mình gắn thêm những cái ốp đó, những cái ốp cho chiếc xe nó ngầu hơn, nó tinh tế hơn rất là nhiều ha. Thì trên phía trên này mọi người có thấy rõ đây em, đây là một cái nắp capo nè, đó cái nắp capo đó, mình xài những cái loại chi tiết mà những cái ốp lên chiếc xe mình xài hàng Thái Lan nha mọi người, nó sẽ xịn hơn rất là nhiều, nhìn chiếc xe nó cứng cáp và nó hầm hố hơn. Đó nắp capo nè, đó một cái mặt ca lăng, mặt ca lăng có chữ Chevrolet luôn mọi người. Đó, mặt ca lăng chữ Chevrolet nè. Anh em chạy Colorado thì hay lắp cái mặt này, khá là đẹp ha. Còn mọi người nếu mà muốn tinh tế hơn á, cái phần mặt ca lăng này thì mọi người có thể đổ LED vô trong này luôn. Đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Ok ha. Đó, còn phần phần phía trước nữa thì chủ xe cũng đã ốp thêm cái phần ốp đèn trước, ốp đèn sau này nè, để cho nó bảo vệ ha, bảo vệ đèn nó đẹp hơn và nó có điểm nhấn hơn. Thì cái tông xe chủ đạo của chủ xe này á, đó chính là màu đỏ đen nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy là phối từ trước ra sau luôn, là tông đỏ đen luôn. Là mình có ốp capo nè, đó, nắp mặt ca lăng nè. Đó, bên hông thì mọi người qua bên hông thì mình cũng thể thấy luôn, đó chính là phối một cái màu đỏ đen luôn. Cho nên là tất cả các chi tiết á, từ cái vẹt che mưa nè, mấy cái ốp chén cửa nè, ốp hông nè, đó, ốp cua lốp nè, với lại cái ốp ở đằng sau luôn, là hoàn toàn là màu đen nha mọi người. Phối cái tông đỏ đen nhìn nó khá là hầm hố và đẹp luôn. Đó, thì cái gói độ chi tiết cho chiếc Colorado này á, thì anh chủ xe ảnh nâng cấp đó, ngoại quan là gắn hết tất cả các chi tiết nó approach nhìn cho nó hầm hố hơn, nhìn chiếc xe mà nó ngầu hơn rất là nhiều nha mọi người. Ok ha. Rồi đến một cái phần hệ thống treo, hệ thống gầm của chiếc xe này á, thì anh chủ xe đã nâng cấp bộ mâm lốp này ha. Thì em chia sẻ luôn, thì cái phương án mà em tư vấn cho chủ xe và làm luôn hoàn thiện cho chiếc xe này á, thì nguyên bản xe này á, là mâm 18, chủ xe quyết định cho chiếc xe mình nó cao lên và nó hầm hố hơn, thì đã lên một cái bộ mâm lốp. Đó, mâm lốp này là mâm 20 inch nè ha, mâm 20 inch. Thông số lốp thì là một cái bộ lốp khủng nha mọi người. Size lốp là 305, 55 rồi 20. Thì mình cũng chia sẻ luôn cái khi mà mình làm cho chiếc xe này cho chủ xe, thì cái việc mà lên cái mâm lốp cho chiếc xe này á, nó khá là phức tạp đối với chiếc xe Colorado ha. Tại vì chiếc xe của mình cái hệ thống chỗ này nè, nó cả rất là nhiều cho nên mình xử lý. Đó thì đã vừa cho chiếc xe mình đó dàn chân cao lên. Đó, vừa mình phải nâng cái hệ thống phụ trong này ha. Phụ trong này thì mình phải nâng gầm lên cho nó cao lên. Đó, và mình thay luôn cái càng A thì nó mới hợp lý, nó mới phù hợp và nó ổn định hơn cho chiếc xe của mình khi mình chạy trên đường ha. Đó, đây là phương án độ mâm lốp cho chiếc xe Colorado này. Thì nó khá là bắt mắt, khá là đẹp luôn. Thì ảnh chơi cái mâm phiêu chính hãng của Mỹ nè, 20 inch và lốp Toyo. Đó, thông số là 305 luôn ha. Khá là chất lượng. Ok, mình đến cái phần phía sau và phía trên này đi. Thì ảnh đã trang bị cho chiếc xe này một cái thanh thể thao. Đó, thanh thể thao đôi này nhìn khá là chắc chắn nha mọi người ha. Đó, thương hiệu Buffalo. Đó, cứng cáp và rất là chắc chắn. Phần phía trên á thì ảnh đã nâng cấp cho mình, đó đó chính là một cái này là cái bạc nè, cái tăng bạc này. Cái tăng bạc này mọi người thấy rất là nhiều rồi, mình thấy anh em chạy ngoài đường rất là nhiều, thì tác dụng chính của nó là khi mà mình đi camping nè, mình đi off-road nè, mình đi picnic nè, mình trải này ra, mình căng ra đây. Nó có hai cái trụ ở đây. Đó thì mình có thể ngồi cà phê, mình có thể che nắng, che mưa hoặc đi câu cá gì đó, khá là đẹp ha. Còn bình thường nếu mà mình không xài tới, mình để như vậy chiếc xe mình cũng khá là hầm hố. Rồi, còn phía trên nữa thì anh đã gắn thêm một cái lều. Đó, cái lều thì phương án lên lều thì anh em cũng đã biết rất là nhiều ha. Lên lều thì gia đình mình đi cắm trại đó, mình lên những khu vực nào đó mà mình đi qua đêm á, thì mình có thể ngủ lại trên đó luôn. Cái lều này bung rất là đơn giản nha mọi người. Đó, mình chứ việc là mình mở cái khóa ra, sau đó mình bung ra là nó sẽ ra gọn luôn. Trên một cái thường thường ở trên cái lều này á, thì nó có rất là nhiều thương hiệu, nhưng mà anh em là mình gắn lều á thì mình chơi những cái lều lớn một chút xíu thì cả gia đình mình nằm nó thoải mái hơn. Đó, ok hơn rất là nhiều ha. Rồi, tiếp theo phần phía sau em giới thiệu luôn cho mọi người á, đó là cái phần phía sau của chiếc xe. Thì anh chủ xe đã gắn thêm một vài cái ốp sau này luôn ha mọi người. Đó, tôi phối cái màu đỏ đen giống như hồi nãy em tư vấn thôi. Ok. Rồi, tiếp đến thì em giới thiệu cho mọi người về cái phần nội thất của chiếc xe này đi.
Phần nội thất thì chiếc xe này cũng nâng cấp cũng không quá nhiều, nhưng mà những có trang bị cho nó những cái option nó cơ bản thôi, nhưng mà nó tiện nghi ha. Đầu tiên thì cái phần phía trên mọi người có thể thấy là anh đã làm lại cái trần nè, cái trần và các cái cột ABC này nè thành trần da lộn ha, cho nó phối cái màu đen của nó cho nó đều hài hòa hết với chiếc xe của mình luôn. Trần da lộn thì nhìn nó khá là xịn sò ha mọi người. Đó, đây là trần da lộn nè. Trần da lộn thì khi mà mình sờ lên trên thì nó láng mịn, nó đã lắm, cảm giác sướng và nhìn nó sang lắm. Rồi, còn phần nội thất thêm thì ảnh gắn thêm một cái chip công suất. Chip con này không phải chip công suất nữa mà là chip chân ga. Chip chân ga này tác dụng chính của nó là hạn chế cái độ trễ chân ga và mình tăng tốc nó mượt mà hơn rất là nhiều ha. Chip này đến từ thương hiệu Peterbox của Đức nha ha. Ok, ngoài ra thì ảnh cũng đã nâng cấp cho mình cái luôn cái nút start top. Nút start top này á, bình thường anh em xài nguyên bản xe zin của nó là mình sẽ xài chì cơ ha, mình xài chì cơ mình đút vô mình mở khóa, nhưng mà mình lên nút này thì mình giống như những xe đời mới thôi, mình đạp thắng mình ấn nút là xe của mình nó sẽ khởi động ha. Đó, khá là tiện lợi luôn. Đó, khi mình tắt đi cũng vậy luôn, tắt đi mình đạp thắng mình ấn nút đó là tắt đi, khá là đơn giản ha. Ngoài ra thì khi mình nâng cấp cái nút xe top này cho những xe chì cơ thì mình còn mở được luôn cái tính năng để nó từ xa, nó khá là tiện ha. Ok, đây là một chiếc xe anh em cũng độ khá là tâm huyết, vừa hoàn thiện xong chiếc Colorado bản 2 con chi đó, màu đỏ phối cái tông đen khá là đẹp. Mời mọi người cùng tham khảo, có nhu cầu về nâng cấp hoặc là tư vấn về cho độ cho chiếc xe Colorado này thì liên hệ cho team Bộ Đồ Ô Tô nha. Xin chào tất cả mọi người, em là Kiệt, em đến từ Bộ Đồ Ô Tô, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha, bye bye.